ra, mẹ đã dắt Luân và em gái đến thăm lại nông trang xanh vào những ngày nghỉ. Nông trang nằm ở Củ Chi, ngoại ô thành phố. Ở đây, Toán điêu mới mẻ với một đứa trẻ lớn lên vì những nhà cao tầng như Luân. Nhưng mà chúng ta đến đây chúng ta học được là biết yêu thiên nhiên hơn, biết về nhiều loài hoa hơn, biết về nhiều loài cây hơn, biết về nhiều động vật hơn, biết tự làm chăn nuôi gia súc, là có thể tự vắt sữa cho bò ăn với lại là đi lượm trứng. Chào ơi, đến đây còn rất nhiều ông bố bà mẹ khác đã đưa các bạn nhỏ đến đây vui chơi. Mỗi lần con đi bắt cá là những con tiếng hỏi rất vui, rất sôi động và những con cá bơi tung tăng này con rất thích. Con tựa nắm chặt một dưới đất nó mọc lên, bây giờ con mới biết là nó không phải vậy, nó trồng cho một cây gọi cây vé, nó trồng cây một cây bật nắm sẽ mọc ra và lớp thu hoạch phải thu hoạch luôn cây gốc để cho nắm nó mọc ra tiếp. Nhìn con trẻ vô tư nô đùa hòa mình với thiên nhiên, các bà mẹ cảm thấy vô cùng hài lòng. Và thực sự từ thực tế thì mình thấy là các bé đã vui vẻ, năng động hơn và thực sự là thoát khỏi điện thoại cũng như iPad. Các bạn chăm đọc sách để biết về kiến thức hơn và xong từ đó thì các bạn cũng chăm đi hơn và chăm vào các hoạt động thiên nhiên. Thì mình thấy cảm xúc của bé phát triển rất là tốt. Mình cũng mong muốn là bé được trải nghiệm nhiều hơn nữa, vừa giải trí mà cũng vừa có thể học hỏi. Mỗi bé mà học, khi mà bé học tập tốt tại trường rồi á, thì bé sẽ có cái thời gian hòa mình và với cái tham gia các hoạt động trải nghiệm bên ngoài, cái hoạt động về thể chất và hoạt động về mặt giáo dục về tinh thần, là hai cái đó là cái nhân tố quyết định cho một cái sự thành công và phát triển của một em bé. Con mong muốn là mọi người luôn luôn yêu thiên nhiên, không xả rác bừa bãi. Đâu chỉ là những bài học trong sách vở, con trẻ đã tự nhiên lớn khôn, hình thành lòng nhân ái và sự tử tế từ việc gần gũi với vạn vật xung quanh mình. Trưởng thành là một hành trình trải nghiệm mà các phụ huynh có thể đồng hành cùng những đứa trẻ yêu quý của mình. Những bông hoa nhỏ rồi đây sẽ cùng tạo nên vườn hoa làm đẹp cho cuộc sống này.